Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn website xem bản đồ của Gạch Hà Nội trực tuyến. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trước tiên, chúng ta hãy vào trình diện. Sau đây gõ là quy hoạch Hà Nội để quy hoạch. Chúng ta hãy vào quy hoạch Hà Nội, quy hoạch chấm Hà Nội chấm vn vào website đấy. Chúng ta hãy vào website quy hoạch chấm Hà Nội chấm vn. Đây là bản đồ quy hoạch của Hà Nội. Đây là bản đồ được quy hoạch theo quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng tháng 7 năm 2011. Vậy website này mình sẽ xem những gì? Mình xin giới thiệu với các bạn về các cái chức năng khi xem ở trên website, nhất là về cái nhập vị trí, nhập là bến xe Mỹ Đình. Đây bến xe Mỹ Đình này, nó lại ra điểm địa điểm tra cứu là bến xe Mỹ Đình đấy. Thành tiếp theo là đo khoảng cách và diện tích, bấm để bắt đầu. Đây người ta sẽ đo khoảng cách, sự đây là bến xe Mỹ Đình, đây là đường vành đai ba, và sau đó từ đường vành đai ba đến đường Lê Đức Thọ, khoảng cách là 0,8 mét, 880 mét. Đây ta đo 3 điểm lên nó sẽ ra là diện tích. Đây điểm khác dài thì cái diện tích đo cách chính xác. Đây là chiều dài là 3,21 km, diện tích ta đo điểm cuối. Đây cái cọ, khi nhấn cái cọ lên xa hiện là sơ đo diện tích này, chu vi này. Đây cho gỡ cho đi. Điểm tiếp theo là cái vị trí hiện tại, định vị GPS là vị trí hiện tại của mình kích vào đây thì hiện tại là mình đang cầu Diễn nhé. Đây hiện ra vị trí hiện tại của mình ở đây. Tiếp theo là gì? Tiếp theo cái thành ngữ tiếp theo là tính năng so sánh, một bên là quy hoạch, bên này là hiện tại. Đây là ví dụ như là đường, đây là đường Hoàng Quốc Viện. Đây tương lai đường Hoàng Quốc Viện sẽ kéo dài ở đây, đi thẳng qua đây, đường Hoàng Quốc Viện kéo dài tương lai. Đây tương lai về Cầu Giấy phía trong đây là hầu như là quy hoạch hoàn thiện rồi, chỉ có phần bên Từ Liêm, bên Từ Liêm là chưa hoàn thiện, bên sau này vẫn quy hoạch nhiều. Đây hiện tại là đây đường mình đang ở đây, đường là Phan Tiết Dũng đây. Đây đường Phan Tiết Dũng đây, tương lai nó sẽ có một con đường thẳng qua đây, như đường này đi, tương lai này là ngã 6. Đây chưa, đêm hiện tại là ngã 3. Tiếp theo mình đây là về thông tin phần mềm quy hoạch Hà Nội. Ứng dụng thì bạn có thể là cài trên hệ điều hành Android hoặc iOS để xem. Đây chúng ta có thể nền hiện trạng, đây là hiện trạng đang là Google Maps theo giao thông và theo đường xá thôi. Chúng ta sẽ xem vệ tinh, có cả địa hình về nhà cửa, về vệ tinh thì xem trực quan hơn để đầy đủ thông tin. Đây ngoài ra đây là chúng ta sẽ xem theo nền hiện trạng theo Wiki Mapia.
Open Sweet Map. Open Sweet Map thì nó chỉ ra rõ là đường này, đường bộ, đường sắt này. Tuy nhiên là nó thể hiện mình cái nền, giống như là nền AutoCAD đấy. Đèn đèn không có gì. Bây chúng ta nên xem ở chế độ là vệ tinh hoặc là giao thông. Nó sẽ open sweet map thì nhìn nó con và nhìn nó nhanh hơn. Đây nó phân ra các đường sắt và đường bộ đây. Đây là đằng Phú Diễn. Phú Diễn là một ga đường sắt đây, sau này đường sắt mở rộng, đây là cái ranh giới của đường sắt. Đây là đường Hồng Viện kéo dài. Tiếp theo là đây chúng ta đây lớp quy hoạch. Đây là thành phố nội, thế là quy hoạch trung toàn thành phố. Bộ quy hoạch phân khu và đô thị vệ tinh kia. Đây. Đây là chế độ giao thông nhé, nhìn cho nó dễ. Tiếp theo là sẽ là quy hoạch chi tiết dự án, bộ quy hoạch này. Vậy chi tiết dự án thì chưa có gì cả, nhìn nó vẫn thế. Đây là quy hoạch chung toàn thành phố, và quy hoạch chung toàn thành phố thì nó cũng nhìn nó cũng đây là các cái ranh giới của các cái vùng phường hoặc là quận. Đây là quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh. Vừa rồi sau ở đây plot hơi chậm. Đây về cái thông tin quy hoạch, kích vào dữ liệu đây, quy hoạch chung, giới thiệu nội dung quy hoạch đây. Mạng nhà mình nó hơi chậm. Đây, bạn hãy vào đây là ứng chính Android. Ta sẽ cắt scan QR code để cài đặt trên ứng dụng. Để thông tin chi tiết về quy hoạch, bạn có thể đọc ở trong website quy hoạch Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết. Thì chúng ta hãy qua mục bản đồ đây. Mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.